Hello, xin chào tất cả các anh em nhà mình nhé. Chào mừng tất cả các anh các bác nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube Quỳnh Tuyên Quang của em. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật tuyệt vời. Và hôm nay thì em Quỳnh lên với cả nhà vài mẫu họa mi chống mộc cho anh em nhà mình lựa về chơi, về nghe hot hay về anh em thả vi đều rất là ok nhé. Em họa mi chống mộc mã đầu tiên mang mã số 400 thì em Quỳnh lên với cả nhà một em chim chân vàng mỏ vàng, rất là đẹp chim và tĩnh chim nhé. Mắt nhỏ tí luôn này, dùng gần để cho anh em nhà mình quan sát em nó nhé. Đầu mặt bóng bộ rất là đẹp luôn. Mỏ vàng ươm nhá các anh nhá. Chim bên em thì bán không tật lỗi, nếu có tật lỗi thì em sẽ thông báo cho cả nhà mình luôn. Bảo hành chuẩn chim như video clip luôn nhá các anh nhá. Đầu mặt cực kỳ đẹp luôn, chim già rừng cho em này. Hàng đã hot rồi và tố chất cực kỳ tốt nhá các anh nhá. Rất là mau mỏ này. Được cái những em chim già rừng như này nó hot tọng rừng, hay luyến láy. Đấy, anh em về thuần hóa nó sẽ lâu hơn cái hàng chim truyền một chút nhá các anh nhá. Nhưng mà được cái giọng rất là hay luôn. Đấy, anh em có thể thấy nhá, chân móng mỏ em này đều rất là tuyệt vời luôn. Để em sẽ đuổi qua đuổi lại một chút nhá, bởi vì chim nó khá là tinh. Em ở Tuyên Quang mà bên em Quỳnh thì có ship toàn quốc. Vì vậy anh em nhà mình ở đâu cũng có thể ship cho nhá. Em này lông vàng đẹp lắm các anh ạ. Chân móng mỏ rất là ok luôn. Mấy em chim cực kỳ đẹp nhá. Sắc nét nhá. Và nét nét nào ra nét đó luôn. Là em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình giá 1.500.000 nha các anh nhé. Tiếp theo thì bây giờ em Quỳnh sẽ chuyển sang em họa mi mang mã số 401. Em Quỳnh lên với cả nhà em họa mi tiếp theo mang mã số 401 nhé. Em mời các bác nhà mình theo dõi mi mộc trên kênh của em Quỳnh Tuyên Quang. Cảm thấy ưng em nào thì anh em nhà mình ủng hộ em Quỳnh bằng cách gọi điện cho em Quỳnh nhé. Số điện thoại liên hệ với em Quỳnh là 0983 936 899. Em chim chống mộc 401 này thì em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình cũng giá 1.500.000 nhé các anh nhé. Chim rất là đẹp chim luôn. Mỏ mỏng mỏ vàng này. Chân hồng nhá các anh nhá. Lớp lông ở trên người thì màu xanh, lông dưới ngực màu vàng, đẹp lắm. Em này thì được cái đầu bằng. Chim hót đầm bằng luôn các bạn. Cái hàng mộc ấy. Anh xem thì bên kia. Chân hồng rất là đẹp, chim cao cầu người dài các anh nhé. Đấy. Bên em Quỳnh thì chia sẻ mi mộc và phiếu mộc rất là nhiều. Nhưng nhà mình xem kênh, nếu mà yêu thích những loài chim này thì mình xin cho em Quỳnh một nút đăng ký kênh nhé. Để em có động lực ra nhiều video về mi mộc, phiếu mộc cho anh em nhà mình lựa chọn. Giờ em Quỳnh sẽ chuyển sang em mi 402 các anh nhé. Dạ vâng, với em họ mi mã số 402 em Quỳnh lên cho các anh nhà mình nhé. Một em chim bộ khá là to đẹp này. Mỏ to, chân trắng màu. Chim thái độ rất là tốt nhá. Em này em Quỳnh cũng chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.500.000 nhé các anh nhé. Chim tại Tuyên Quang em Quỳnh có ship toàn quốc. Chim người dài ngoằng luôn các anh ạ. Cũng khá là to đẹp nhá. Tảng đầu vuông, đầu to. Chim này thì chim thành 100% đây này, chưa qua khai thác đâu. Anh em nhà mình lựa thì về khai thác hướng nghiệp cho em nói cho em nhé.
chân móng mỏ thì đầy đủ, không có tật lỗi gì cho em này. Bảo hành cho anh em là mình là chuẩn chim như video clip luôn. Anh quá là mình mua hàng bên em Quỳnh thì yên tâm 100% nhé. Chim có thế nào thì em chia sẻ cho anh em như vậy. Em quay rất là thực tế, sát cận. Nên anh em là mình ngắm thoải mái vô tư, sau đó lựa cho mình được em đi nào phù hợp thì anh em lựa nhé. 1.500.000 nhé anh nhé. Em này mang mã số 402 này. Chim thì đã hot hết rồi, em bảo hành chuẩn chim trống nhé. Bảo hành chim không cần tôi không máy ngửa gì anh nhé. Anh em nhà mình mua hàng bên em cực kỳ yên tâm luôn ạ. Có giao dịch toàn quốc, em có ship toàn quốc thì anh em yên tâm nhá, canh ở đâu cũng có thể ủng hộ em này. Em này thái độ cực kỳ tốt, mỏ rất là to luôn canh ạ. Hấp chuyển em bây giờ anh em mình tiếp theo nhá. Bây giờ em Quỳnh sẽ chuyển sang em hãng mi mang mã số 403. Dạ vâng, bây giờ thì em Quỳnh sẽ lên với cả nhà em chim sống mộc băng mã số 403 nhá anh nhá. Em này thì mất lông đuôi sau cái quá trình vận chuyển này. Bộ hơi nhỏ thì em cũng sẽ chia sẻ cho anh em nhà mình giá hợp lý để anh em về thả AV nhá anh nhá. Có anh em mới tập chơi, giá rất là hợp lý luôn, lông đuôi đang ra này. Em này chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.100.000 nhé. Em mã số 403 anh nhá. Chim tại Tuyên Quang. Không tật lỗi gì đâu anh ạ. Chim chân mỏ trắng màu cho em này. Phần lông đuôi của nó bây giờ đang mọc ra nhé anh nhé. Chim già rừng khá là tính chim này. Đầu mặt bóng bộ rất là ok luôn. Chim nó hơi nhỏ một chút thôi. Thì thật ra là chim mùa này nó cũng rất là gầy chim. Với em này nhìn nó không có lông đuôi nữa. Nhìn người nó hơi nhỏ nhé anh nhé. Nên nhìn nó như vậy thôi, chứ còn em nghĩ là vụ tới anh em chăm lông lá nó ngon lành cành đào thì nên chim này nó sẽ khác ngay, đẹp ngay các anh ạ. Chim thì không có tật lỗi gì. Nói chung là chia sẻ cho những anh em mới chơi hoặc anh em về thả AV, giá rất là rẻ rồi. Hoặc anh em nào muốn thử cái khả năng nuôi mi mộc của mình nhá các anh nhá. Anh em muốn thử thể thử với em mi này, bởi vì em mi này là một em chim già rừng đầy đủ các tố chất. Chim thì cũng đã hot rồi, không lỗi lầm gì. Chẳng qua là mất lông đuôi thì em Quỳnh chia sẻ giá rẻ hơn để cho anh em nhà mình về chăm lại lông lá của em nó vụ tới sẽ đẹp hơn nhé anh nhé. Đây là lớp lông rừng thì bao giờ nó cũng không được đẹp như là lông nhà mình nuôi đâu, không được bóng mượt như lông mình nuôi đâu các anh ạ. Chim đã hot rồi nhá, em bảo hành chim chống chuẩn 100%, không tật lỗi gì các anh ạ. Đấy. Vậy là em Quỳnh vừa mới lên được 4 em họa mi mang mã số 400 đến 403 các anh nhé. Anh em nhà mình xem kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh ủng hộ kênh của em Quỳnh nhé. Bây giờ em Quỳnh xin phép dừng clip tại đây. Cảm ơn tất cả các anh em nhà mình đã theo dõi video clip trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em. Chúc các anh nhà mình xem video vui vẻ. Xin chào.